Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn mẫu thuyền hơi ST230. Chiếc thuyền hơi có doanh số bán tốt nhất của bên mình với ưu điểm nhỏ, gọn, cơ động, bền bỉ và cực kỳ an toàn. Bản thân chiếc ST230 này khi bơm lên nặng khoảng 17 cân. Sau khi ráp đủ phụ kiện, tổng trọng lượng rơi vào khoảng từ 19 đến 20 cân. Thuyền có hai khoang khí độc lập, nếu tính cả sàn hơi là ba khoang. Nhờ vậy, nó có khả năng chống chìm. Trong trường hợp một khoang bị thủng, thuyền vẫn nổi nhờ hai khoang khí còn lại. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở chiếc túi này ra xem có những phụ kiện gì bên trong. Đầu tiên là một chiếc bơm chân. Hai chiếc ghế nhôm. Hai tay chèo. Một tấm sàn hơi, lát nữa mình sẽ mở ra sau. Một chiếc dây thừng dùng để neo cột thuyền. Còn đây là bộ dụng cụ sửa chữa. Bên trong gồm có tay van, keo dán và bao miếng vá đi kèm. Và cuối cùng là chiếc thuyền hơi đã được gập gọn. Bây giờ mình sẽ bơm chiếc thuyền này lên. Đây là hai chiếc bơm mình thường sử dụng. Trước khi bơm, bạn cần kiểm tra van. Ấn van về nấc cao nhất để bơm. Ấn xuống nấc sâu nhất để xả hơi. Dùng bơm điện bơm từng khoang. Đây là loại bơm thổi nên chúng ta chỉ bơm đến 80%, sau đó dùng bơm chân nhồi thêm. Bơm xong ống phao, chúng ta lắp sàn hơi. Bạn cần bơm đến khi nào phao căng, không còn nếp gấp là đạt yêu cầu. Không nên bơm căng quá và cũng không nên bơm non quá.
Bơm xong, các bạn lắp hai thanh ghế nhôm. Tiếp đến là công đoạn lắp tay chèo. Đây là loại chèo hai khúc có khớp nối nên rất dễ dàng lắp đặt và tháo rời. Ghế được thiết kế rất chắc chắn. Mình nặng 70 cân, đứng lên mà không suy nhê gì. Tiếp đến là phần lắp động cơ. Để gắn được động cơ, bạn cần mua thêm cái giá đỡ. Và đây là chiếc giá đỡ mình đã lắp sẵn lên. Trông nó như thế này. Thao tác lắp cũng khá dễ dàng. Bạn quan sát mình làm một lần là sẽ làm được. Mới đầu chưa quen có thể hơi lâu một chút, nhưng làm vài lần sẽ rất là nhanh. Cuối cùng mình sẽ lắp máy. Đây là chiếc máy điện 0.5 HP 12V. Ưu điểm của chiếc máy này là gọn nhẹ, dễ vận hành, sử dụng. Các bạn cần mua thêm một bình ắc quy và một bộ sạc ắc quy nữa nhé. Và đây là chiếc thuyền hơi ST230 đã được lắp ráp hoàn thiện, bao gồm động cơ. Chiếc thuyền này có chiều dài tổng thể là 2m3, chiều rộng là 4m3. Chiều dài lòng thuyền là 1m6, rộng lòng thuyền là 60 phân. Tải trọng thuyền là 280 cân, đi được 2 đến 3 người lớn. Công suất máy tối đa cho thuyền hơi ST230 là 4 HP. Nếu đi câu, bạn nên sử dụng máy điện để hạn chế tiếng ồn của động cơ. Và sau đây là một số mẫu thuyền hơi ST230 hiện có với các màu khác nhau để các bạn lựa chọn. Thông số kỹ thuật và giá của chiếc thuyền hơi ST230 mình đều ở link sản phẩm dưới mô tả của video này. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng một like, share và đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm video. Cảm ơn và chúc một ngày vui vẻ.